Xin kính chào quý vị và các bạn. Nằm trong chuỗi clip về làm sạch Red Room, sau đây tôi xin chia sẻ với quý vị và các bạn về công việc làm sạch cửa ra vào. Chuẩn bị dụng cụ. Biển báo làm sạch. Hóa chất đa năng. Ghế nhựa và khăn. Yêu cầu gờ cao, khung cửa sạch bụi, tay nắm cửa sáng, không vết khăn, không vết tay, bề mặt gỗ không vết tay, không bụi. Thao tác. Gõ cửa 3 lần trước khi làm sạch. Dùng khăn ẩm làm sạch tay nắm cửa. Treo biển báo làm sạch. Dùng chặn cửa mở cửa 4-5 độ để làm sạch. Tránh rủi ro khi đang làm sạch khách hàng đẩy cửa vào gây mất an toàn. Dùng khăn ẩm lau gờ cửa, tay thủy lực và khung cửa từ trên xuống dưới. Chú ý làm sạch các khe kẽ. Sau đó lau lại bằng khăn khô. Dùng khăn ẩm làm sạch bề mặt của cửa cả bên trong và bên ngoài theo thứ gỗ từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, rồi lau lại bằng khăn khô. Dùng hóa chất làm bóng gỗ theo định kỳ. Trên đây tôi vừa chia sẻ với các bạn về công việc làm sạch cửa ra vào. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.